Em mừng Hà, xin chào toàn thể gia đình nhà mình nhé. Dạ vâng rồi, thì hôm nay em Hà sẽ lên một ít cái sản phẩm mà nhà em Hà đang phân phối. Thì mình cứ gọi điện vào hai cái số hotline em ghi trên màn hình nhá, để mình chốt đơn cũng như là được tư vấn đơn hàng của mình nhá. Em sẽ vào chi tiết sản phẩm đầu tiên. Thì hôm nay em sẽ có một mấy mã mà em xả hàng nhá. Đây em, cái mã này là em nói luôn là cái hàng này là em nó sẽ bị gì gì như này đó. Con này gọi là con kìm gắp, kìm gắp là nó sẽ kìm nhọn và kìm vuông như này. Còn mấy cái đó thôi em để cho nhà mình với giá chỉ có là 30.000 cây nhá, 30.000 một cây, vẫn còn sử dụng rất tốt nhá, nhưng mà em để trong kho nó còn lưu kho một ít á, nên là em xả luôn nhá, với giá là 30.000 một cây. Ở cả nhà lên đơn giúp em nhá, là kìm nhíp gấp, kìm nhíp gấp với giá là 30k. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kìm mỏ vịt, kìm này là kìm mỏ quạ của hàng của Đức nhá, Mezzanella hàng của Đức này. Em còn cây thôi, thì nói chung vì là hàng bãi thì nó không thể tránh khỏi được những cái vết dơ vết bẩn như này nhá, với giá chỉ có là 50.000 cho cái con kìm mỏ quạ Đức như này nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em kìm mỏ quạ Đức với giá là 50k. Rồi em qua cho mình ít về cái dòng đầu khẩu này nhá. Đây là cái dòng đầu khẩu này. Đầu khẩu này thì em đang còn một ít về cái dòng đầu điếu, cũng như là cái điếu thì không biết là còn mấy cái đây đó. Nói chung kia thì em bán này, điếu này rồi lại là đầu điếu như này, mỗi một cái này là 20k nhá, 20k cho nó nhanh nhá. Anh nào nhanh tay thì được nhá. Thì nó sẽ có size 17 này, 17 này, 8 này. Đó, em đọc rõ trên like cho mình nhá. 12 này. À, 12 này, rồi 19 nữa này. Đấy. Made in Japan hết nhá. Hàng này hàng của Nhật của em, hàng bãi mà. Đó, 14 luôn này. 12.000 nhá. 12.000, 13 này. Đấy. Kabushi made in Japan hết nhá. Đó. Rồi. Nó sẽ là như thế. 20.000 một cây. Đó. Rồi còn cái đầu vòng này, đây cái này là cái đầu vòng này đó. Còn mấy cái đầu vòng như này luôn đó. Mấy cái này là cái cần vòng tự động của nó như này nhá. Đấy. Cái thì làm được, cái thì cứng này, cái thì ấy đấy. Đầu này là nó sẽ là đầu 17/16, rồi lại là bên này là của nó là bao nhiêu đây. Đấy 17/16, rồi cái này thì lại là 11/11 này đó. Rồi cái này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là cái đầu vòng này. Đó, em Hà đang để cho mình với giá là 5.000 đồng một cái nhá, 5.000 đồng một cái đó. Ai lấy bao nhiêu thì lấy, nó chỉ còn có độ tầm hơn chục cái, chưa đến chục cái rồi nhá, 5k một cái đi cho nó dễ đi ha. Các anh tay lên đâu giúp em. Cái đầu điếu này cũng 20.000 luôn đi ha. Cái đầu điếu này thì em Hà đang còn mấy đầu nữa, thì nó sẽ còn đầu 12 này, đầu đây cũng đầu 12 luôn, đầu 12 hết luôn nhá, đầu 12 hết luôn các anh nhá. Đó, đầu 12 hết luôn này. Đó, đây. Đầu 12 nó đi ra bán hết luôn nhá. Thì nói chung là cái này nó là còn sốt kho nên là em để cho mình với giá là 20.000 tất nhá. 20.000 một cây như này. Đấy, anh nào lấy bao nhiêu cây thì báo em Hà mấy bấy nhiêu cây nhá. Đó. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con dây. Dây này là cái dây chuyển đổi nguồn của nhà em Hà luôn này. Đây. Dây chuyển đổi nguồn thì con này em đọc rõ này, con này nó sử dụng cho máy khoan này, máy sinh tố này, máy mài, máy cắt, giảm tốc độ cho máy 220V này, không dùng cho những máy có mạch điện tử. Em đọc rõ rồi nhá. Đây, dòng này thì nhà em đang bán cho mình với giá là 120.000, vì cái dây này nhà em nó có cả cái đề tốc ở bên trong luôn, nó khác với tất cả các số khác là nó có cái đề tốc của dây của nó thì khá là xịn sò đấy. Rồi em đang bán cho mình với giá 120, em hạ giá luôn, em xả kho luôn, tại vì cũng chỉ còn có độ tầm hơn chục dây là hết hàng nhá, không còn nhiều, thì em xả luôn cho nhà mình với giá 90.000. mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em, số lượng quá ít nhá, em phải nói rõ số lượng quá ít nhá, với giá là 90.000 cho cả nhà nhà mình luôn. Đây em xé cái giá này đi, với giá là 90.000 nha cả nhà nhá, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Đó, rồi, đó, 90.000. Rồi em qua luôn cho cả nhà mình luôn nữa là về cái dòng con bằng dao của nhà em. Đây, dao của nhà em thì hiện tại là em đang có cái dòng dao này là con dao súng, đây con dao súng AK nhá. Dao này là dao AK của nhà em. Đấy. Dòng dao AK này của nó thì nó được thiết kế cực kỳ là hay luôn, nó sẽ có cái lẫy chốt này để cho mình là mình chốt lại này. Đó, mình khi mình chốt lại là mình như này, mình bấm không bao giờ ra được, nhưng mà mình đây là mình ra mở khóa này, mở chốt này. Và mình bấm giúp em như này. Đó, thì nó sẽ bật ra như vậy nhá. Đây là cái dao AK nhá. Cả nhà mình nhanh tay lên luôn giúp em dao AK với giá chỉ có là
80.000 đồng thôi, 80.000 đồng cho cái Gawaka. Và ngoài ra thì con này nó còn có cả cái bóng đèn của nó luôn. Đây, ví dụ như là bóng đèn này mình xoáy vào thì nó sẽ sáng như này nhá. Đó. Còn khi nào mà mình khóa lại thì mình nhớ ấn hộ em cái chốt ở đây nhé, thì mình mới khóa được cái con dao này và mình sẽ chốt nó vào như này. Đó, rồi đây là cái đèn sáng của nó này, với giá chỉ có là 80.000 đồng thôi. 10k nhanh tay lên đơn giúp em là dao AK, dao AK với giá là 80.000 đồng. Rồi, bên này thì được hoàn toàn ốp bằng gỗ như này cho mình luôn nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con móc, dao móc khóa nhỏ của thằng USA như này nhá. Đó. Dao móc khóa nhỏ của USA, con này cũng là của hàng Brinin. Hàng này cũng là hàng của Mỹ luôn. Và con này thì cán được làm hoàn toàn là bằng gỗ như này. Rồi nó nhỏ nhỏ xinh xinh như này cho các anh mình có thể mình móc làm chìa khóa các kiểu nhá. Dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? 85.000 cho một cái dòng con dao USA nhỏ như này nhá. Các anh lên đơn em là dao USA nhỏ với giá là 80k nhá. Đó. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con dao này là dao móc khóa. Đây, dao móc khóa này là dao móc khóa của Made in Japan này. Đó, rất chi là nhỏ nhỏ xinh xinh và ngoài ra thì nó sẽ có ốp cái gỗ như này cho mình luôn. Con này thì với giá chỉ có là 65.000 thôi, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con gọi là dao này là dao to nhá. Con này là của Bone Winding. Đó. Rồi dòng này là của USA luôn cho các anh luôn nhá. Đó, dòng dao này thì cũng khá là sắc và nhọn luôn cho mình luôn và khá là chắc lượn. Cầm con này rất chắc, ngoài ra thì con này nó có luôn cả một cái lưỡi dao bên dưới này để in cho mình cắt dây beo nếu như mình gặp nguy hiểm này. Đó, em quay này cho các anh nhìn đấy. Rõ cái lưỡi dao của nó như này nhá. Đó. Rồi, cái dòng này thì em Hà cũng đang để cho mình với giá chỉ có là 140.000 thì các anh nhớ đẩy cái lẫy này vào để mình gấp cái dao cho nó gọn giúp em này. Đó, với giá chỉ có là 140.000 cho một con dao USA như này thôi nhá. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về một số cái dòng ổ điện nhà em. Dòng ổ điện thì em sẽ lên trước tiên cho mình đó là về cái dòng ổ điện siêu chịu tải này của những em nhé. Đây là dòng siêu chịu tải. Đây là dòng siêu chịu tải này thì nó lên đến là nó chịu tải được đến 8.000W cho mình luôn. Đó. Dòng này thì của nhà em là nó là công ty Thancom, hãng của công ty cao cấp hàng Việt Nam, thiết bị cao cấp hàng Việt Nam nhé, chất lượng cao đấy. Dòng này thì em Hà đã để cho mình là một cặp này với giá chỉ có 25.000 thôi. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là phích điện chịu tải với giá là 25k, nó là ổ đực như này luôn nhá. Đó, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em. Con này thì chịu tải cực kỳ là tốt luôn, để chống cháy, chống nứt, rồi lại là làm bằng đồng, rồi nó dễ lắp đặt, rồi là dùng cho máy khoan, máy cưa, máy cắt, dùng cho các cái máy công trình công suất cao các kiểu như này nhá. Đây em đọc rõ này, với giá chỉ là 25.000 thôi, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con đuôi xoay. Dòng này là dòng đuôi xoay đa năng của nhà em. Dòng đuôi xoay như này đấy, mình xoay các kiểu như này luôn. Nó cũng là của công ty Thancom luôn, hàng cũng là hàng của Việt Nam chất lượng cao. Dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? 15.000 cho một cái đuôi xoay đa năng nhỉ nha. Mời các nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con là cái này là phích chia năm thông minh. Dòng phích chia năm thông minh này thì nhà em là bên trong là hoàn toàn là bằng đồng như này nhé các anh nhá. Đó. Dòng này thì nó sẽ xoay được 180 độ cho mình luôn như này. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em với giá là 35.000. 35.000. Đó, 35.000 cho một cái ổ xoay đa năng phích chia năm thông minh này, cũng là của công ty Thancom, thiết bị cao cấp như này luôn nhá. Mời các anh nhanh tay lên đơn. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con năm ổ điện và dây điện siêu chịu tải. Đây, cái dòng này là dòng siêu chịu tải của nhà em. Rồi, dòng này là dòng siêu chịu tải. Dòng này thì mình có thể mình sử dụng cho em là mình con này là siêu chịu tải lên đến 8.000W, 8.000W. Con này chuyên sử dụng cho các thiết bị văn phòng, lò nướng, rồi nồi lẩu, nồi liếc các kiểu, rồi là dây điện công trình, nói tóm lại là như thế. Chống dễ nứt bởi vì bên trong của nó là được làm hoàn toàn bằng đồng như các anh nhá. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là con này thì dây của nó là dây dài 5m thì em Hà đang để cho mình với giá là 65.000. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là dây điện chịu tải 5m với giá là 65.000.
Rồi, còn anh nào mà nhu cầu muốn dùng ổ điện thì đây, mình xử lấy ổ điện mà chịu tải luôn cho em thì nó là đây nhá. Dòng này của nhà em thì bên trong nó cũng làm hoàn toàn là bằng đồng luôn, và bên trong nó sẽ là bằng cái sứ. Cái sứ là sứ chống vỡ nứt cho mình, rồi lại là chống cháy luôn cho mình nhá. Bên trong mình được thiết kế là bằng sứ bên trong đấy. Sứ và bằng đồng em đã mở ra rồi. Rồi cái dòng này thì em Hà cũng đang để cho mình với giá là 60.000, còn ai lấy một cặp như này, cả dây cả ổ này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 120.000, mời các anh em tay lên đơn giúp em nhá. Con này là mình sử dụng cho bếp từ, bếp lẩu, bếp tất cả các thể loại của nó luôn. Đây, nó đúng như hình ảnh của nó ở bên ngoài bìa như nào, bên trong ruột y chang như vậy nhá. Các anh cứ mở ra kiểm tra thoải mái nhá. Đó. Rồi, cái giá chỉ có là 120.000 cho một cặp thôi. Các anh nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con ổ đực này. Ổ đực này thì em Hà đang để cho mình với giá 8.000 đồng, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em ạ. Ổ đực với giá là 8k. Rồi con ổ âm này em cũng đang để cho mình với giá là 8.000 đồng, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con bóng điện. Dòng này là dòng bóng điện 5W của nhà em. Đó. Dòng bóng điện 5W này thì em Hà đang để cho mình với giá là 10.000 đồng, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em. Đó. 5W với giá là 10.000 đồng nhá. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em. Còn anh nào mà ví dụ như là lấy chục bóng em, lấy 10 bóng em tặng thêm một bóng là thành 11 bóng nhá. Với giá là 10.000 đồng một bóng, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là về cái dòng con này là con ấm à quên, bình giữ nhiệt của nhà em Hà nhá. Bình giữ nhiệt này là bình giữ nhiệt của dòng của Made in Japan nhá, hàng của Nhật nhá. Bình này thì em bao giữ nhiệt cho mình luôn. Con này là nó giữ nhiệt giữ nóng, và con này thì là xui nắp 316 cho em đây. Thì em cũng chỉ dẫn cho mình cách sử dụng luôn nhá. Dòng này thì nó cũng có một cái sự khác biệt so với tất cả các cái dòng bình giữ nhiệt khác. Thì con này nó sẽ là bằng cái ly như này. Đó, bằng cái ly như này. Ly của nó cũng được thiết kế là hoàn toàn là cái bình giữ nhiệt ở bên trong. Nó sẽ có cái ly giữ nhiệt của nó cũng giữ nhiệt được luôn cho mình đây. Đó, khi các anh uống trà, các anh rót ra nó vẫn giữ nhiệt cho mình. Rồi, ngoài ra thì con này nó sẽ sử dụng là nó bấm cái nút này lên. Đó, thì nó sẽ bật ra cái chỗ mà mình rót nước các kiểu là ở đây. Nhưng khi các anh muốn bật thẳng ra để mình thì mình cầm thẳng mình rút lên cho em nhá. Bên trong này của nó cũng là su inox 316 đây cho mình luôn nha các anh nhá. Dòng này rất chi là xịn xò luôn. Con này xài sướng lắm đây này. Bởi vì sao, con này thì em Hà cũng đã test rồi nhá. Em đổ nước nóng 100 độ C và không có hề nóng chút nào luôn nha các anh nhá. Nên các anh cứ yên tâm về chất lượng nhá. Đây. Đó. Hàng khá là ok cho mình sử dụng luôn. Rồi con này thì ngoài ra có cả cái tay cầm như này cho mình luôn nhá. Đó. Rồi mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là con này là bình giữ nhiệt nhá. Bình giữ nhiệt thì con này nó là Made in Japan, hàng của Nhật này. Đó, Picho hàng của Nhật nha. Dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 280.000, em Hà đã bao ship rồi. Đây em có hai màu, nó sẽ có màu xanh và màu vàng như này, và lít của nó là 1,6 lít giúp em nhé. Và khi em giao hàng thì sẽ là hàng trong hộp như này cho mình luôn. Đó, hàng trong hộp như này cho em luôn. Thì con này nó sẽ đặt nhà máy tại Trung Quốc nha. Em nói rõ vì sao là bên vỏ bìa ngoài nó là Trung Quốc mà bên trong là Made in Japan, bởi vì là nó được đặt nhà máy tại Trung Quốc. Có sao em nói như vậy luôn nhá. Rồi, con này thì mời các con này là lít rưỡi, con này là 1,5 lít nhá, 280.000 bao ship, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em. Cầm con bình này rất chi là sướng đời luôn đấy. Con này giữ nhiệt cực kỳ kỳ là ok nhá, bởi vì em test hàng rồi nên các anh yên tâm. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là về cái dòng con vợt mũi của nhà em. Đây, dòng vợt mũi này của nhà em thì em Hà đang để cho mình với giá là 150.000 cho một cái con vợt mũi. Hàng này là hàng nội địa Trung nhá, hàng nội địa Trung. Con này thì xài sướng vô cùng luôn cho cái dòng vợt mũi quần này của nhà em này. Dòng này nếu như anh nào mà nói câu là xài không sướng thì đúng là thực sự là không phải là em Hà bán nữa. Không phải em Hà bán hàng nữa rồi. Các anh ạ. Bởi vì là nó xài, nó rất sướng. Em Hà xài 1,5 năm rồi. Khi em Hà giao hàng thì sẽ là xin lòng em Hà sẽ rạch cái đầu này ra nha, như này nha. Đó. Để làm gì? Để em test hàng trước khi đi cho khách hàng. Nên là khách hàng cứ yên tâm, tất cả các hàng hóa nhà em Hà là test hàng hết, không có lằng xì xằng cái gì hết nha. Đó. Bởi vì một lần đi là một lần khó, một lần quay đầu về cũng là một lần khó, một lần quay về cũng là tiền của em Hà luôn, tiền ship của em Hà đây. Đấy, cái này của nó sẽ là như thế này luôn. Rồi con này thì nói chung là sướng vô cùng, sướng luôn. Cái dòng con
Ui, mũi này của em luôn. Đây em giá lên cho cả nhà mình xem luôn. Con này là của hãng DB nhá. Của hãng DB này. Tất cả đều có tem mác, thẻ mặc của nó hết luôn nhá. Đây, hàng hãng này nhá. Con này thì ngoài ra nó còn có cái chức năng của nó là nó gấp gọn được như này. Đó, nó gấp gọn được như này rất chi là tiện lợi luôn. Nó có cả cái đế để cho mình cầm luôn nhá cả nhà nhá. Rồi, cái dòng này thì các anh lên đơn giúp em là vợt mũi. Đây em sẽ test luôn cho các anh xem cái độ nổ của nó kêu như thế nào nhá. Đây, để em xíu. Đây. Cái độ nổ của nó đây. Đây nha. Con này thì cá là ok luôn. Đấy, các anh thấy không? Sướng lắm. Riêng dòng này. Đấy. Hàng chất lượng nghe đã thấy nó sướng tài, cái lỗ tài thì em nói thiệt đây. Bỏ cái đồng tiền nhá, xứng đáng đồng tiền mất gạo nhá. Đó. Rồi khi ví dụ như là mình thích gấp gọn, mình bật cái đèn này lên thì mình bật thêm lắc nữa nhá. Rồi em sẽ giới thiệu cái này thì em like nhiều rồi. Với giá chỉ có là 150.000 thôi, mà các anh nhanh tay lên đơn giúp em là vượt mũi DB với giá là 150.000. Hôm nay có cái anh khách đấy anh bảo em ơi, em bán thêm cho anh cái vượt mũi đó bởi vì là nhà hàng xóm thích quá xong mua lại của anh rồi. Anh cũng bán lại cho họ rồi anh để lại cho họ. Anh đặt thêm của em, người ta nhà đặt thêm đây, dây sạc của nó đi kèm là như này nhá. Giá 150k, 10k nhanh tay lên đơn giúp em. Hàng cực kỳ là chất lượng luôn á, hàng bao sướng cho các anh luôn nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con này là con đuôi đèn cảm ứng. Cái dòng đuôi đèn cảm ứng này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? 60.000 trong cái đuôi đèn cảm ứng như này thôi nhá. Đuôi đèn cảm ứng cực kỳ là chất lượng luôn và xài rất sướng luôn. Con này thì nhà em Hà đang xài rồi, tuổi thọ cũng khá là lâu luôn nhá. Với giá chỉ có là 60.000 thôi, mà các anh ta lên đôi giúp em là đuôi đèn cảm ứng với giá là 60k, 60k cho cái đuôi đèn cảm ứng như này luôn nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là về cái dòng con kìm mỏ quạ của nhà em. Dòng kìm mỏ quạ này của nhà em thì em sẽ có là cái dòng kìm mỏ quạ của Antom. Dòng kìm mỏ quạ của Antom này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là, con này là của hàng của Crosman nhá, hàng của Crosman nhá. Dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 120.000 thôi. Dòng này thì xài cực kỳ là sướng luôn về cái dòng này nhá, kìm mỏ quạ này. Đó. Chỉ có 120.000 cho cái con kìm mỏ quạ size 12 inch như này nhá, size lớn. Mời các nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kìm cắt ống nước của nhà em Hà luôn. Dòng này là gì? Dòng kìm cắt ống nước của nhà em Hà. Đó. Dòng này thì cũng khá là ok cho mình khi sử dụng về cắt nước ống 42 cho em với giá có là 110.000 cho một cái dòng con kìm cắt ống nước 42 này nhá. Với giá chỉ có 110.000 đồng thôi. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng rũa cưa Nhật của nhà em nhá. Dòng rũa cưa lá này thì cực kỳ là sướng về ví dụ như là các anh nào mà đã dùng cưa mà lưỡi cưa nó nhụt hư thì mình có thể mình sử dụng mình rũa giúp em nhá. Dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có 80.000 thôi. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là rũa cưa với giá là 80k trong con rũa cưa này thôi nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kéo cắt cành. Kéo cắt cành này thì em nói thật với các anh là dòng này là dòng kéo cắt cành bãi. Con này là Made in Japan này, hàng là hàng của Nhật luôn nhá. Đó, đây. Nó sẽ hơi có những cái vết như này luôn cho các anh. Đấy. Mình về mình chịu khó mình lau chùi giúp em là khỏi nhá, bởi vì cái dòng này nhà em chưa vệ sinh có sao là em nói vậy luôn. Rồi một con kìm này thì em Hà đang để cho mình với giá là 160.000, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là kìm kéo cắt cành bãi với giá là 160k. Con này thì nói chung quy là các anh làm thợ cây kiểng ấy, các anh săn lùng vô cùng luôn. Có một thời gian là em đã hết hàng rồi, lần này về làm sao mà lại lót ngót được mấy trăm con đó, nên là các anh nhanh tay lên đơn giúp em nhé, với giá chỉ có là 160.000 thôi. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kéo cắt tỉa. Đây là cái dòng kéo cắt tỉa của nhà em Hà nhé. Dòng này thì nó cũng là hàng của Nhật luôn, Made in Japan như này luôn. Made in Japan như này. Đó. Dòng này thì cái dòng kéo cắt tỉa này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 60.000 thôi. 60.000 cho cái kéo cắt tỉa này nha. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là kéo cắt tỉa với giá là 60k. 60k cho con kéo cắt tỉa này thôi nhá. Mời các anh nhanh tay lên đơn. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa. Em Ngọc Hà qua tiếp theo là cái về cái dòng con găng tay chống cắt này thì em thấy là các anh làm cơ khí cũng cần thiết vô cùng luôn về cái găng tay chống cắt như thế này nhá. Găng tay chống cắt này là mình làm mà về cái vấn đề máy móc ạ. Mình không lo là dây hoặc là ví dụ như là các cái dao lưỡi của nó bập vào tay mình không có lo á. Bởi vì nó chống cắt cho mình luôn với giá chỉ có là 50.000 thôi. 50.000 cho một cái đôi găng tay chống cắt. Mời các anh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con sạc pin đôi.
Dòng sạc pin đôi này của nhà em thì sạc pin 1.650 em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 45.000 thôi. 45.000 cho một cái đốc sạc pin đôi 1.650 như này nha, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em. Đó. Còn này là đây là đốc sạc pin tiểu. Đốc sạc pin tiểu này thì em Hà cũng đang để cho mình với giá là 20.000. Đó. Còn dòng pin thì em Hà sẽ có dòng pin Phantom này với giá chỉ có là 45.000 thôi. À 35.000 thôi. 35.000 cho một cái cục pin Phantom hàng xịn sò nha. Trời ơi. Rũ hết luôn. Rồi, đây. Dòng pin này là pin Phantom. Con này là dung lượng thật của nó nhá, không có ảo một xíu nào đâu, không có ảo tung chảo gì đâu, với giá chỉ có 35.000 thôi các anh ạ. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là về cái dòng con này là pin. Pin này là pin đỏ, pin thường. Đó. Dòng này là pin thường thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 15.000 thôi. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là pin thường với giá là 15.000 nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là về cái dòng con dòng dán ngải cứu của nhà em Hà này. Đây. Dòng dán ngải cứu này thì em Hà đang có cái chương trình cho khách hàng đó là mua 5 tặng 1. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là. Thực ra em nhập về sáng số lượng nhiều nên này em xả luôn cho các anh với giá cực kỳ là hời luôn. Mua 5 tặng 1 thành 6 với giá chỉ có là 40.000, giá không hề đổi nhá. Giá không hề đổi và chất lượng cũng không hề đổi luôn. Con này là hàng nội địa chung với giá chỉ có là 40.000 đồng, 40.000 đồng cho một hộp. Mua 5 tặng 1, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi dòng cao dán ngải cứu này em Hà cũng đang để cho mình với chương trình là mua 5 tặng 1 12 miếng ở bên trong, 20.000 một gói. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là dán ngải cứu với giá là 20.000 một hộp, mua 5 tặng 1 luôn. Rồi, em qua tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con dầu nóng Hàn Quốc này nhá. Dòng dầu nóng Hàn Quốc này của nhà em thì con này là hàng chuẩn sách tay này với giá chỉ có là 110.000 đồng nhá, hàng pha ke không nói không tính tiền luôn, em nói thẳng trên line luôn á. Với giá chỉ có là 110.000 đồng nhá, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con mài dao ba khe của nhà em Hà đây. Đây là dòng mài dao ba khe hàng của Nhật nhà em nhá. Dòng mài khe ba khe này, dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 160.000, mời các nhanh tay lên đơn giúp em là mài dao ba khe Nhật với giá là 160k trong cái dòng con mài dao ba khe này. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là về cái dòng con kính lúp. Dòng kính lúp này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có 50.000 thôi, nhưng anh nào ví dụ như là trời tối mà muốn xem chữ to thì mình cứ sử dụng cho em ngay cái kính lúp này. Đấy, các anh thấy to không? Cực kỳ to luôn. Rồi con này thì nó kèm luôn là mình buổi tối muốn xài mình có thể mình lắp pin vào đây giúp em Hà luôn này. Đây, mình lắp pin vào đây, đây nó sử dụng hai cục pin luôn và nó sẽ có hai cái đèn led này, nó sẽ sáng lên cho các anh soi nhá vào buổi ban đêm nhá. Các anh nhìn thấy cái gì cần to thì mình soi giúp em Hà luôn này. Đó. Với giá chỉ có là 50.000 thôi, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em. Cho một cái dòng con kính lúp như này. Đó. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con máy cạo râu. Dòng máy cạo râu này thì em sẽ có hai dòng. Đó là dòng máy cạo râu ông già trước tiên đi ha. Cái dòng máy cạo râu của máy cạo râu ông già như này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ còn 100.000 thôi. Dòng này thì chạy cực êm cực sướng luôn. Dòng này là hàng hãng nha. Đợi em xíu, em giả ra cho các anh xem luôn, nghe cái lực chạy của nó luôn nhá. Này. Sướng vô cùng luôn cái dòng. Đó, chạy rất êm luôn. Rồi ngoài ra thì mình có thể mình phượt dâu luôn để cho em luôn, nó có cả chức năng như vậy luôn. Và con này thì nó sẽ là sạc trực tiếp cho em nhé. Đây sạc của nó đây. Hàng Windows, hàng xịn sò luôn cho mình luôn, với giá chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho một cái dòng dao cạo râu ông già như này nhá. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em, trong hộp thẻ mạc các kiểu đi tè đi kèm hết như này luôn của nó nhá, với giá 100.000. Rồi em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là về cái dòng con dao cạo râu 3 chức năng. Đây là dòng dao cạo râu 3 chức năng thì con này nó lại có này. Cái thứ nhất là cái rửa mặt, cái thứ hai nữa là cái như kiểu cái chân tăng đơ chấn viền đấy. Rồi cái thứ ba của nó sẽ là cái dòng con cắt tỉa lông mũi. Đấy, và cái thứ tư nữa là cạo râu. Con này là 4 trong 1 chứ không phải 2 3 trong 1 như em Hà nói nữa rồi. Đây, dòng này thì em thấy nó cũng khá là hịn hò luôn đấy. Dòng này thì cực kỳ là ok luôn đấy, các anh nghe thấy không? Chạy cứ như kiểu là ấy á. Đấy, nhìn các anh nhìn thấy con dao bên trong không? Đó. Đấy, một hàng dao của nó này. Đấy, rất chi là nghe rất chi là bùi tai sướng tai, nghe tiếng đã biết là hàng chất lượng rồi, với giá chỉ có là 130.000 thôi, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là dao cạo râu 3 chức năng, em gọi đại đi cho nó dễ nhá, nó phải 3, 4, 5 chức năng gì đấy. Rồi với giá chỉ có là 130.000, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em nhé, khi em giao hàng thì hàng trong hộp các kiểu như này cho mình luôn. Rồi em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là về cái dòng con đèn thờ.
dòng đèn thờ của nhà em thì em sẽ lên trước tiên nó là về cái dòng con đèn thờ này, là đèn thờ, đèn này là đèn thờ gì ta, đèn thờ đỏ đấy, đèn thờ đỏ nhá. Đèn thờ đỏ này em Hà đang để cho mình với giá là 35.000 cho cái đèn thờ đỏ này. Rồi, còn dòng này là dòng đèn thờ thổi cảm ứng. Nè, mình dùng hơi mình thổi thì nó sẽ sáng lên này. Còn không thì mình sẽ tắt, thì mình sẽ dùng hơi mình thổi nó thì nó sẽ tắt luôn. Dòng này thì nó sẽ kèm luôn cho mình dây sạc và chỉnh to nhỏ được luôn cho em như này nhá. Dòng này em Hà đang để cho mình với giá chỉ có 60.000, mời cả nhà mình lên mã giúp em là đèn thờ thổi với giá chỉ có 60k thôi, mời các nhanh tay lên đơn giúp em Hà luôn này. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng đèn thờ sen. Đèn thờ sen lùn thì em Hà đang để cho mình với giá là 55.000 cho một đèn thờ sen, và lưu ý như này nhá. Chỉ có lưu ý các khách hàng như này. Tất cả hàng hóa anh em Hà đi đều test là một. Với cái thứ hai nữa, em có cái trường hợp thật là vô lý luôn, em nói thiệt luôn. Đến nơi rồi bảo em câu gọi điện bảo em chứ, ủa em không bỏ cho chú cái cục pin để chú test hàng à? Thế bây giờ em bỏ, thế lúc sau đưa cho ship lại mang về cái cục pin đấy à? Nếu mà muốn test hàng nhá, đã xác định đặt hàng rồi, mình ra ngoài mình mua có thể mua trực tiếp nhà em luôn, nhà em có bán pin cho mình luôn, 8.000 một cặp pin không sạc, em nói rõ. Rồi, cái dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá là 55.000 nhá. Còn hàng đi em test hết nên là yên tâm, hàng không bao giờ có vấn đề là lỗi ở đây luôn á. Nên là cả nhà yên tâm nhá, với giá chỉ có là 55.000 nhá. Đó, về thờ các cụ nên các bác cứ phiền phiến đi. Còn hàng trước khi đi em test hết rồi, có vấn đề gì alo em hết. Đừng để cho khó, ship nó khó xử mà ship nó đi giao hàng nó cũng cực lắm chứ. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con nhang. Nhang trầm quế như em thì hiện tại là em đang để cho mình với giá chỉ có là 45.000 cho một cái nhang trầm quế như này nhá. Con này thì bao thơm cho mình luôn. Thơm có nghĩa là hương thơm tự nhiên chứ không phải là hương thơm hóa chất ở trong đấy, thì em không nói làm cái gì nhá. Còn thơm ngào ngạt mà thơm mới nhức hết cả đầu ấy, thì em không bán. Em chỉ bán hàng tự nhiên này, với giá chỉ có 45.000 thôi. Mời canh nhanh tay lên đơn giúp em, dài 3 tấc và sẽ có 100 que bên trong. Rồi còn anh nào mà muốn sử dụng là hương trầm bắc thì sử dụng cho em cái loại này. Hương trầm bắc này thì con này nó cũng là 100% là hàng tự nhiên luôn, và con này thì nó sẽ có 200 que bên trong, và con này thì sẽ là dài 4 tấc. Em Hà đang để cho mình với giá là 80.000, mời canh nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con con này là cái dòng con sâm thịt của nhà em Hà luôn. Sâm thịt hôm nay em bán, em xả kho luôn cho nhà mình để chơi lớn luôn cho các anh luôn. Với giá chỉ có bao nhiêu ạ? 15.000 một cái ạ. Chỉ có em Hà thôi. Mời các anh ta lên đơn giúp em là sâm thịt nhá. Đây, đây cái sâm thịt đây. Đấy, đợi em lấy ra cho các anh xem luôn. Với giá chỉ có là 15.000. 15.000 cho cái cây sâm thịt như này nhá. Mời các anh ta lên đơn giúp em là sâm thịt với giá là 15k. Đó. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là về cái dòng con là, con này là cái con giấy lau đa năng. Giấy lau đa năng này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? Giấy lau đa năng này em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 40.000 cho 3 cuộn giấy lau đa năng. Mời canh nhanh tay lên đơn giúp em. Đó. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con móc dán tường này thì với giá là 25.000 cho một móc dán tường 6 cái như này nha. Mời canh nhanh tay lên đơn này. Đó. Rồi ơ gâu, đây là dòng ơ gâu 100 cái bên trong, em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 20.000 cho một cái dòng ơ gâu như này nhá. Đây, sẽ gồm 100 miếng bên trong như này luôn này. Đó. Mời các anh ta lên đơn giúp em với giá là 20.000 nhá. 20.000 cho một cái hộp ơ gâu này 100 miếng này, thoải con gà mái luôn về sử dụng nhá. Mời các anh ta lên đơn giúp em. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là về cái dòng con thổ quét trần nhà. Dòng chổi quét trần nhà thì em Hà đang để cho mình với giá là 50.000 cho cái chổi quét trần nhà khoảng cỡ dài 28 gì đấy nhá. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng chổi trà đa năng. Chổi trà đa năng này thì hiện tại là em Hà đang xả kho luôn. Em Hà trước em bán 40.000, em Hà để cho mình 30.000 cho một cái chổi trà đa năng như này nhá. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Số lượng có hạn, đã là hàng xả kho nó không có nhiều đâu. Với giá chỉ có là 30.000, 30.000 cho cái chổi trà đa năng như này nha. Mời các anh ta lên đơn giúp em. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con này gọi là con bao tay. Bao tay nhà bếp này thì hiện tại là em Hà đang có chương trình áp dụng cho khách hàng là mua 5 tặng 1 luôn nhá. Mời các anh ta lên đơn giúp em. Mọi khi mua 5 chỉ được 5 nhưng hôm nay em Hà tặng luôn cho mình luôn. Với giá chỉ có là mua 5 tặng 1 với giá là 20.000 một hộp 100 cái bên trong. Mời các anh ta lên đơn giúp em. Mua 100.000 xài cả năm.
bao tay chào thực phẩm các thứ đấy. Nhà nào mà chả nhào có thứ làm nem làm nộm, không làm nem thì cũng là gọi là mình làm gỏi các kiểu ấy, với giá chỉ có là 100.000, 100.000 6 hộp luôn. 10 canh nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con bóp cơ tay. Dòng bóp cơ tay này của nhà em Hà luôn, thì em Hà đang để cho mình với giá là 40.000 trong cái con bóp cơ tay mà có đếm số luôn nha. Con này thì nó sẽ có từ 5 cho đến 60 ký luôn á. Con này thì xài để mình bóp cơ tay mình cho nó khỏe lên thì mình sử dụng giúp em luôn nhá. Đó, bóp cơ tay với giá là 40.000. Hôm qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con này là con chuột, bẫy chuột. Bẫy chuột này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 15.000 cho cái bẫy chuột thông minh như này nha. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em bẫy chuột với giá là 15.000 cho cái bẫy chuột như này. Rồi, em qua cho mình luôn nữa là về cái dòng con bình trà. Dòng bình trà như này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 120.000 cho cái con bình trà giữ nhiệt như này nhá. Inox, Suinox 316 giúp em Hà luôn nhá. Con này thì giữ vô cùng đỉnh luôn. Em Hà test hàng hết rồi nên là cả nhà mình yên tâm nhá. Với giá chỉ có là 120.000 cho cái con bình trà như này. Mấy ca nhanh tay lên đơn giúp em là bình trà với giá là 120.000. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng là nạo và dòng ép tỏi. Đây, con này là con ép tỏi đa năng hàng của Đức nhá. Dòng này là hàng của Winding, hàng của Đức này. Dòng này ép tỏi em Hà đang để cho mình với giá chỉ có 60.000. 10 ca nhanh tay lên đơn giúp em là ép tỏi đa năng. Con này thì mình có thể ép cốt chanh các kiểu đều được luôn. Với giá chỉ có 80.000 thôi. 10 ca nhanh tay lên đơn. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con này. Con là con nạo. Nạo đa năng luôn. Nạo đa năng này cũng là hàng của Đức luôn. Đây là hàng của Đức này. Đó, hàng của Đức này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 60.000 thôi. 60.000 cho một cái nạo như này nha. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em. Đó. Rồi, con này là cái con này là con nạo Jiso hàng của Japan, hàng của Nhật nhá. Con này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 50.000 thôi. 50.000 cho cái nạo hàng của Nhật như này nhá. Đó. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con nạo Đức này. Đây, nạo Đức thì mình có thể mình cả cái mà mình lạy lên để mình lấy cái mắt của cái ví dụ củ khoai tây các kiểu đấy, với giá chỉ có là 55.000 cho cái nạo như này nhá. Mời các nhanh tay lên đơn. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con vòi nước uốn dẻo như này nha. À, vòi nước uốn dẻo này. Đó. Vòi nước uốn dẻo thì em Hà còn có 4-5 con thôi, em Hà cũng xả luôn cho mình với giá chỉ là em Hà đang bán hôm nọ là bán 60 đấy, hôm nay em Hà xả cho mình luôn với giá chỉ có 40.000 thôi. Mời các nhanh tay lên đơn giúp em là vòi nước uốn dẻo với giá chỉ có là 60.000. Con này thì lắp vào cái vòi nước 44 à, vòi nước 21 nhá, cái chỗ mà bồn rửa bát thì mình nhận rửa chén thì mình đấy. Rồi hôm qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con mồi ga. Mồi ga với giá là 25.000. 10 ca nhanh tay lên đơn giúp em là mồi ga với giá là 25.000. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con ít về cái dòng đèn pin. Đây, dòng đèn pin này là đèn pin nhỏ này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 50.000 cho cái đèn pin nhỏ như này nhé. Thân hoàn toàn là bằng nhôm như này luôn. Con này thì mất in Japan, hàng của Nhật nha. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em nhá. À, nó có chữ trắng khó nhìn. Đây, nhìn vào đây giúp em luôn. Với giá chỉ có 50.000 thôi, nó sẽ kèm luôn cả dây sạc của nó đi kèm. Đó. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con đèn. Đèn đa năng này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là đó, cái đèn đa năng này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 160.000 cho cái đèn đa năng này. À, cái đèn này là đèn cầm tay 160.000. Mời các anh ta lên đơn giúp em nhá. 160.000. Đó. Rồi, đây là cái đốc sạc pin tiểu thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 180.000 cho cái đốc sạc pin tiểu tự ngắt như này nhá. Mời các anh ta lên đơn giúp em này. Đó. Rồi, đây là dòng pin của nhà em. Dòng pin của nhà em thì em đang để cho các anh với giá chỉ có là 35.000 một cặp pin tự sạc. Pin này là pin sạc của Sony nhá. Pin sạc Sony với giá là 35.000 một cặp. 10 canh nhanh tay lên đơn giúp em. Em có pin 2A và 3A luôn nhá. Pin 2A để mình sử dụng remote TV, à quên, mình sử dụng vào cái Hapix Micro đấy. Còn cái 3A là mình sử dụng cho em là vào cái con remote TV điều khiển các kiểu đấy. Đó. 10 canh nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi, cái dòng đèn pin nữa là cái đèn pin mã 3 này thì em Hà đang để cho mình. Đây, em còn có cái dòng pin nữa là dòng pin không sạc này. Dòng pin nữa là dòng pin không sạc nhá.
dòng pin không sạc thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 8.000 một cặp thôi. 8.000 một cặp cho cái dòng đèn pin không sạc như này luôn. Đó. Đó. Giá 8.000 cặp thôi. Em sẽ có pin 2A và 3A luôn. Nếu mà anh nào mà lấy một hộp như này thì em để cho mình với giá là 150.000. Một hộp 20 cặp bên trong 3A, 2A giống nhau hết luôn nhá. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em. Đó. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con đèn pin. Dòng đèn pin thì nhà em đang có cái dòng đèn pin 2 đầu như này. Đó. Dòng đèn pin 2 đầu này là dòng đèn pin của Nhật nhá. Em đang bán dòng này là dòng của Nhật này. Nó đang ra thị trường, nó cũng đang ra cái dòng nhái như này luôn. Nhưng mà nó không có chữ Make in Japan. À, nó không in, nó là hàng nhái thì đào đâu ra nó in được. Đây nó sẽ có là Bolip Made in Japan hàng của Nhật như này nhé. Đèn pin 2 đầu cảnh sát Nhật nhá. Đó. Bao sáng cho mình luôn đấy, cực kỳ sáng luôn, sáng chóa luôn đấy. Nó sẽ có cả cái bảng đèn hồng như này luôn, rồi là đèn hai bên như này luôn. Đó. Con này thì dọi cực xa luôn cho mình luôn. Đó, đèn cảnh sát Nhật đấy. Rồi cái dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 250.000, mời các anh nhanh tay lên đơn duyên là đèn pin Nhật với giá là 250.000 nhá. Hàng bao sướng cho mình luôn ấy. Đó, rồi. Mời các anh nhanh tay lên đơn nhé. Con này thì nó sẽ kèm luôn cho mình là cả cái dây sạc như này. Dây sạc như này nha, mời các anh nhanh tay lên đơn. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là về cái dòng con đèn pin siêu sáng của nhà em. Dòng này là dòng đèn pin siêu sáng này. Đó. Dòng đèn pin siêu sáng này thì em Hà đang để cho mình với giá là 110.000 đồng. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em này. Đèn pin siêu sáng với giá là 110.000 đồng cho cái đèn pin siêu sáng như thế này. Vô cùng sáng luôn. Đó. Sáng lắm, dòng này thì sáng. Con này là Made in Japan hàng của Nhật nhá. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em. Đó. Con này thì nó sẽ là thân bằng nhôm và nó sẽ sử dụng pin 18650 đi kèm và sẽ có cái dây sạc cho mình luôn nhá. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em này. Đó. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con đèn pin mã 3 này của nhà em. Dòng đèn pin mã 3 này thì con này nó là hàng của Bolip, hàng này là hàng của Nhật. Đó. Dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 70.000 thôi. Thân đèn thì cũng là hoàn toàn là bằng nhôm hết, này sử dụng thì sẽ có một cục pin, một ốc sạc đi kèm như này nhá. Với giá là 70.000, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con pin đèn pin mã 8 của nhà em. Sẽ nằm trong cái hộp xanh như này luôn. Đó. Dòng đèn pin mã 8 này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? 90.000, 90.000 cho cái đèn pin mã 8 này. Con này cũng khá là sáng luôn mà nó sẽ được zoom lên, zoom nhỏ đều được luôn. Dòng này thì cũng là Made in Japan hàng của Nhật nhá. Mời các anh nhanh tay lên đơn. Dụng cụ đi kèm là sẽ là một thân đèn bằng nhôm và một cái đốc sạc và một cục pin như này. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em với giá chỉ có là 90.000 cho một cái đèn pin mã 8 như này. Mời các anh nhanh tay lên đơn nhá. Giao hàng sẽ trong hộp như này. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con đèn pin 3 đầu của nhà em Hà luôn. Đây, đây là cái dòng đèn pin 3 đầu của nhà em Hà luôn. Dòng đèn pin này thì nó sẽ là hàng của Bolip, hàng của Nhật. Thì con này em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 110.000. Con này nó sẽ sử dụng là hai cục pin, hai cục pin 18650 đi kèm như này nhá. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là đèn pin 3 đầu với giá là 110.000 cho cái đèn pin 3 đầu như này nhá. Đó. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con đèn pin Đức. Đây, đây là dòng đèn pin Đức của nhà em nhá. Dòng này thì siêu siêu sáng chứ không phải là sáng nữa. Dòng này là quá sáng, không phải sáng đâu. Và giá thì em để cực kỳ là mềm luôn với giá 160.000, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em đèn pin Đức với giá là 160.000 cho cái con đèn pin Đức như này nhá. Hàng này là Megane hàng của Đức này. Đó. Hàng Đức xịn luôn ấy, không phải hàng với bỉn đâu. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi, em qua tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con đèn pin đa năng, hàng này là hàng của Mỹ nhá. Con này thì bao sáng cho mình luôn về cái dòng đèn pin đa năng này. Đó. Dòng này thì khá là ok luôn về cái dòng đèn pin đa năng. Sáng lắm, con này thì sáng. Và con này thì vì sao em lại gọi nó là đa năng? Bởi vì mình có thể mình sử dụng luôn cả cái đèn led đằng sau này của nó. Và con này nó vừa sạc và vừa sử dụng được năng lượng mặt trời luôn giúp em luôn. Ngoài ra nó sẽ có tay cầm như này cho mình luôn. Khá là ok luôn. Con này đèn pin đa năng em Hà đang để cho mình với giá là 190.000. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em đèn pin đa năng với giá là 190.000. Con này thì đúng là cực kỳ là ok luôn. Không thể chê được về cái dòng nào luôn, về cái dòng nào của em nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng hàn chì. Dòng mỏ hàn này là mỏ hàn của Kabushi nhà em nhé. Dòng mỏ hàn này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là
95.000 cho cái mỏ hàn Kabushi nha các anh nhé. Các anh nghe rõ vào, đây là mỏ hàn Kabushi với giá là 95.000. Không nhiều anh cứ đòi 80.000, khổ em nào đâu ra được 80.000 cái chứ. Một cái này em lời được 5.000 bạc, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi còn đây là combo chỉ hàn và cái nhựa thông hàn, con này thì là cái chỉ hàn to của nó nhá. Đó, chỉ hàn bao to cho mình luôn. Rồi cái chỉ hàn này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là combo này là 50.000 cho một cái chỉ hàn cộng thông như này nhá, combo của nó đấy. Rồi hôm qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con bút thử điện. Dòng bút thử điện thì em Hà đang để cho mình với giá là 10.000 đồng, 10.000 đồng cho một cái bút thử điện này. Mời canh nhanh ta lên đơn giúp em bút thử điện với giá là 10.000 đồng một cái bút thử điện. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con đá cắt sắt này của Sumo, hàng Sumo nha em nha. Đây, còn đá cắt sắt em cho canh xem luôn, hàng của Sumo, hàng này là hàng của Thái. Mình cắt sắt, mình cắt gạch, mình cắt đa năng. Con này là cắt đa năng, lưỡi cắt đa năng giúp em luôn nhá. Rồi cái dòng Sumo này thì cả nhà mình lấy thì 5.000 một miếng, còn lấy một cọc của nó sẽ là 110.000 thì sẽ có 25 miếng này. Đó, 25 miếng như này. Đó, mời các nhanh ta lên đơn giúp em nhá. 25 miếng thì chỉ có 110.000 đồng thôi. Hàng Sumo, hàng Thái xịn luôn, em không bán lại hàng vớ vẩn đâu. Cái này của nó thì sẽ có là 107 x 1.0 x 16mm nhá. Đó, em đọc thông số rõ cho mình luôn. Đó, mời cả nhà mình nhanh ta lên đơn giúp em nhá. Hàng Sumo, hàng xịn luôn đấy. Với giá chỉ có là 5.000 một miếng, lấy 100, lấy 25 miếng một cọc của nó đấy thì là 110.000. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con là cái bình nhớt. Bình nhớt thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 45.000 thôi, 40.000 thôi, 40.000 cho cái bình nhớt này nhá. Mời canh nhanh tay lên đơn. Rồi em cũng xin phép dừng like tại đây. Em cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm và theo dõi Xúc Ngọc Hà nhá. Em xin chào và tạm biệt ạ.